Chào các bác và anh em, Hành Nguyễn đang test và giới thiệu về những cặp loa đẹp lung linh đến từ Mỹ. Hãng JBL có mã là MZX512M, sử dụng watt 30 neo tiếp theo nhé. Em nhập lô loa này là lô loa gọi là thanh lý từ nước ngoài, chưa qua sử dụng đấy, cho nên độ mới, độ led là 100% nhá. Em theo sát này, bây giờ 6 cặp thôi, cũng làm clip nhanh để giới thiệu cho các bác nắm được cái tình hình. Hãy bắt đầu nghe cặp loa 512M đây. Nó rất nét vào trong nha. Cái này mà hát ngoài rất tốt luôn. Ôi em lại khóc, bàn tay đã níu lại, xin thời gian chưa qua mau. Quá chất rồi em ạ. Ngày xa thành phố, nỗi vui cùng nỗi buồn đầy ấp ba lô nặng lắm. Tám thằng trong chúng tôi đưa nghiêng vai ngồi tiếc nuối, đưa vành tay nhìn một gian cầu thủ nhá, sẵn sàng chờ các bác này. Xa nhau trong vài giờ, không gian thì lại cách xa ngút ngàn rồi em. Gió sông Hương lạnh lắm, phải chăng sông núi lạnh hay tại vì anh xa em? Bây giờ phần 2 nhé, nó quay lại chất giới thiệu chi tiết anh nhá. Các em mặc về cái dàn loa này, giá em đang bán là 26 triệu một cặp bao ship nhá, tặng một cặp dây. Bao nhu cầu chỉ là em 2 triệu nhá. Hello các bác anh em nhá. Hôm nay bên em lại cập nhật được một lô loa cao cấp, đỉnh cao ở Mỹ, đến từ hãng JBL, có mã là MRX512M. Thì đây một dòng loa sở hữu bắt 30 leo, tép kèn leo, rất phù hợp cho anh em hát karaoke và nghe nhạc trong gia đình. Thì khi nói về dòng loa MRX512 đấy, thì nó thuộc dòng loa cao cấp rồi, flagship rồi, thùng gỗ sơn sần nhựa polymer cao cấp, sở hữu các driver là leo. Do vậy nó sẽ đảm bảo cho anh em cái tiếng ấy, nó trong trẻo, nó mạnh mẽ, êm đềm và đi xa. Thì em về tổng số được 6 đôi bác nhá, và đã tháo toàn bộ ra rồi, kiểm tra kỹ lưỡng từ củ bát, củ tép, phân tần, thùng vỏ, sau đó làm video giới thiệu đến các bác. Một dòng loa này thì nó phù hợp cho anh em kê kích trong mọi không gian, tức là có thể anh em kê cho em được những cái tủ dán tường vẫn vừa nhá, hoặc là anh em có thể mua về làm loa kiểm âm monitor trên sân khấu là tuyệt vời. Tiếp theo là con này thì anh em có thể nghe được tất cả dòng nhạc như là Zumba, Zimix, Bolero, nó thể hiện rất tốt chi tiết. Đặc biệt karaoke thì con này nó sáng trong quá nhá, nó rộng lời lắm. Em sẽ đi một lượt giới thiệu anh em như thế này. Em đã tháo sẵn rồi, tất cả tình trạng kính con. Thì đây dòng loa là dòng loa tức là được thanh lý ở bên nước ngoài về nhá, nó mới treo ở phòng thôi, chưa dùng đấy. Do đó là do vấn đề dịch bệnh mấy năm về trước ấy, cho nên những đôi loa này nó chưa hoạt động, mới với treo văn phòng thôi, do không làm ăn được thì các ông chủ nước ngoài đã thanh lý với nhá về Việt Nam. Do đó cái độ led của nó, độ đẹp là 100%, đấy khẳng định anh em thế để an tâm. Em sẽ tiến lại cần cặp loa nhá. Cặp loa này thì thiết kế rất đẹp anh em nhá, thùng gỗ này đấy, thùng gỗ nhá, sơn sần nhựa cát polymer. Bạn nhìn qua ánh đèn của máy quay đây, đấy, nó bóng loáng luôn đúng không? Những cái hạt của nó này rất long lanh, đấy, đẹp không tì vết, nói chung các bác nhé, không cái gì chê. Tức là nó là loa lướt, tức là chưa dùng anh em, nó mới được treo ở phòng thôi, chưa sử dụng ngày nào mà trong nó thanh lý về Việt Nam thôi. Con này sản xuất tại Mỹ cũng nhá, Made in USA. Cái sơ ly nó là MRX500, model của nó là MRX512M. Đấy, sản xuất lắp ráp tại Mỹ, cực kỳ chuẩn xác luôn, đẹp vô cùng anh nhá. Còn này hỗ trợ lời không chịu được, anh em về có thể nghe nhạc trực tiếp ok. Thế về công suất của nó thì con này nó quá mạnh rồi, nó cũng giống như là 1 năm anh nhá. Trọng lượng nó chỉ 15 cân thôi, 14.9 kg. Công suất khởi động nó là 400W, công suất liên tục là 800W, công suất phá loa là trên 1600. Đấy, quá lấy căng đúng không ạ. Giải tần 6Hz đến 20kg, giải cao cũng chưa được, giải thấp ok không nhá. Đấy, tình trạng loa này em sẽ lướt qua vòng loa này, anh em xem
Đây là củ bát của nó. Rồi củ tép. Củ tép nó chạy cái mã tép là 2408H. Đời sản xuất lại Made in USA các nhá. Anh em xem này. Đấy, rất đẹp đúng không? Và đây là lòng thùng. Đây tép em quay cho anh em xem nhá. Tép neo các bác trở lại đúng không? Đây là bát đây. Thì bát của 512 em nói rồi. Bát 512 và 612 thì nó bằng huyết thôi nhá. Bằng huyết này. Còn của 615 và 515 là bằng đen. Hơn lụa tẩm dầu 3 sóng. Đấy, bác nhìn cái màng nó còn mới cõng cộng này này. Đấy, chắc loa này gần như nó không, chưa dùng quá nhá, nó mới treo lên nước ngoài thôi. Đấy. Keo chỉ tròn xoe, nhận màu vàng quá nhá. Tem mác đầy đủ luôn. Cái em cổ bát này thì nó lắp ráp ở Mexico. Thế nhiều bác hỏi sao lại có chữ Mexico này lạ. Mexico là Mỹ là một quá nhá. Đấy, Mexico này. Mã nó là 262H-1. 262H-1. Nếu mà cái dòng 40 nó là 265H-1. Nhưng mà 262 là 350. Tình trạng đẹp. Xuất sắc. Không chê luôn nhá. Đấy, em quay anh em biết rồi. Cái sắt xì nó còn mới cóng này. Đây. Thế cái đời bông này nó có đời bông đen bác nhá. Bông lông chuột. Là có thể bông vàng. Đấy như thế. Thì cái này nó tùy theo cái người xuất cái làm thôi. Chứ mình không biết trước nhá. Đây bông một lông chuột này. Còn tần của nó thì đặc thù riêng rồi. Đã số là 515 512 này. Đấy. Còn tần nó rất là nhiều linh kiện. Và đây là những linh kiện xịn sò cũng nhá. Xịn sò luôn. Đây anh xem này. Quận cảm này. Tủ điện này. Điện trở này. Rất nhiều các cái quận cảm. Đấy. Đây còn nạt cho chắc hắn này. Dây của nó dây đặc trưng riêng rồi. Từ sâu cắm nó thấy nó cũng chuyên nghiệp luôn. Đó. Hỗ trợ cả rất cắm ở hậu loa này. Đây. Đỉnh loa này. Đấy, hỗ trợ cọc cắm này. Con này có thể để lằm này được. Làm cái loa kiểu làm hướng hất lên để làm loa kiểu bấm thôi nhá. Còn này tiếng thì quá hay rồi. Thùng thành chắc. Gỗ ép cao cấp thôi nhá. Đấy. Đấy anh em coi kỹ anh em thôi. Còn tất cả cái lô loa này, em kiểm tra nó đều đẹp nhau hết. Anh em có vạch cho anh em xem cho nó. Em đã đi từ ngoài cho thuận máy thôi nhá. Thuận máy thôi. Em đã đi hết từ ngoài vào trong này thuận máy. Đấy chứ khi các bác mà chốt mua thì bác an tâm đi. Nó đẹp như nhau luôn. Em bao đẹp tất cả như nhau. Không đâu là xấu luôn. Bởi loa này nó chưa dùng mà. Đấy nó chưa dùng. Do đó là cái độ đẹp, độ zin nó là một thôi nhá, chứ nó không có xấu đẹp gì cả, không phải ở bãi bờ thì cho nên nó có những cái đôi đẹp hơi xấu. Như này tất cả đẹp hết thôi nhá. Đẹp hết. Đấy, quay cho anh em xem từng cái quả loa một cho anh em biết này. Đấy. Từng cái bát cái tép một này. Nên là các bác cứ khi mua chú quay thì nó đẹp nhưng bán anh nó xấu không phải lắm. Cái đem thì cứ làm nét căng. Có nào làm thế. Chứ không làm sai khác gì cả. Đây. Có chỉ 6 đôi bác nhé, không có nhiều đâu ạ. Đấy, 6 đôi thôi. Quay này không biết các bác trong mặt không biết nhưng mà đây. Rồi dùng đúng này luôn bác nhé, không sai cái gì cả. Tất cả led căng hết. Đây em quay. Led căng hết. Phần tần vẫn này, mới quét quẹt. Rồi. Tình trạng thì quá phê luôn. Đó. Thì đây là một dàn loa đẹp lung linh bác nhá. Lung linh luôn. Đẹp leng keng luôn. Đấy, leng keng xà beng luôn. Tất cả rất là đẹp. Thì ngoài dòng loa như là 512 ra thì bên em có những dòng như là 515 bát 40 nhá, 615. Đấy. Đấy là leo 715 có này, 825, 925 bao nhá. Đều có hết. Đấy như loa liền công suất như 725 này. Rồi 535 này. Đấy. Ngoài ra có những dòng loa như 4 số 4735A này, BV này. Rồi dòng loa GX125 rồi là dòng loa 4655 của Mỹ, Lexo có hết, 4733A, 4735X đều có các nhá. Rồi SX812, tức là rất là nhiều. Đây cái em chỉ quay chủ đạo vào cái lô loa thôi. Là anh em thấy nó phù hợp về kích thước thì các bác có thể liên hệ với em. Đấy, bác nhá. Kích thước học rất là nhỏ gọn, nó chỉ hơn 30 một tí thôi, 32. Sâu nó tầm khoảng cũng tầm khoảng 30 đấy, cao nó tầm khoảng 60. Đấy nhá, khoảng đấy. Cái này thì em đã có rất nhiều clip em quay rồi. Đấy. Và kích thước quá nhá. Về công suất. Rất là kỹ. Cái cặp loa này bên em cung cấp với giá là 26 triệu bao ship nhá. 26 triệu bao ship tặng một cặp loa. Đấy. 26 triệu anh em nhá. Báo giá luôn để anh em chủ động mà tài chính. Anh em chào bác nhá.